Theo như mình nhé, trong quay trở lại với kênh của mình thì rất nhiều anh em có hỏi mình là anh ơi làm thế nào, làm sao để mình có thể gọi là bắt được cái con cấu chính xác là con cấu giống rồng xanh một cách chuẩn chỉ, một cách chính xác nhất nhé. Đấy, nói chung thì để bắt được chuẩn chỉ và chính xác ấy, thì cứ đánh chắt chiu, cứ đánh bình tĩnh là được. Đấy, hiện tại con này đang ra rồng xanh đây, 6-10, con này mình nghĩ là mình sẽ bẻ một con tài 3M để xem đi được đến đâu. Con này mà ok thì ngon luôn, nhưng còn nhiều khi mà gãy ra phát thì cũng hơi toang toang thật đấy. Là có đánh thì đánh làm sao mà cho nó ổn ổn lên một tí đúng không, cầu kèo mà lên được thì đẹp luôn anh ạ, chứ còn cầu kèo mà gọi là hơi gãy gãy một cái thì cũng dở thôi. Nhưng mà tầm này cứ từ từ, con này ở đây mà lên được ok một phát thì càng luôn anh ạ. Nào, tiếp tục đi, tầm này ở đây xem như nào nhé. Con này nói chung là lá xỉu cái này thì mình nghĩ là mình sẽ theo lại bệt xỉu đi, không gọi là không đánh được cái này thì mình lại đánh kiểu khác thôi. Có gì khó đâu anh em, khó là gì? Khó ở mỗi chỗ là đánh làm sao mà cho nó ổn ổn thôi. Rồi con này thì không được thì mình lại gấp lên thế thôi, xỉu tiếp, không định không bẻ đấy anh ạ, theo không được thì thôi không bẻ nữa. Tưởng được được ok thì ngon, nhưng còn con này mà gãy ra thì căng đấy nhở. Nào liệu có phải xỉu hay không đây, con này chả xỉu thì con nào xỉu nhỉ, đúng không, có đúng không ạ? 224. Nào đã thấy gì ạ, đã thấy bú chưa, quá bú luôn đấy chứ. Đấy, tiếp tục ngon này. Nào, tiếp tục đây, ở đây tầm này thì nên được thế này thì căng rồi, cầu kéo lại căng rồi, căng thế này thì mình lại gì ạ? Lại phải làm thêm con tài nữa cho nó đúng khuôn luôn, khuôn 44 đây. Nào 414 chẳng nhẽ lại còn bệt đúng không ạ? Nói chung là đánh chát chiu thì cái tỷ lệ mà lên nó gì ạ? Nó dễ lắm, không khó đâu. Nào xem thử xem như nào nhá, con này ở đây mà ok cầu kèo lên được một cái thì ngon ngay thôi, chứ còn nhiều khi mà gãy ra thì cũng nghe nó thấy nó cũng bịp bịp. Nói chung là cầu kèo thì không bịp thì không lo, nhưng mà khi mà nó bịp thì lúc đấy là cũng căng ấy. Vừa nói xong lại 13 lại tiếp tục vẫn bệt. Nói chung nhất là cái cầu bệt như này thì không biết là nó bệt đến đâu, nó bệt như thế nào, có bệt nhiều không hay là lại bệt ít. Lúc này mà bẻ, lỡ bẻ rồi mình khả năng phải bẻ thêm một con nữa đi cho nó chắc chắn, chứ không bẻ con này mà đánh thế này thì nó lại vẫy ra thì cũng hơi dở ấy. Nhưng mà thôi tiếp tục mình làm con tài đi, làm thêm con tài đi để xem thế nào đây, có bú không, gãy tầm này mới chết dở. Tiếp tục nào, xem đến đâu. Con này đa phần, thật đa số luôn là về tài khá là cao, chứ nó không thể chạy bệt đến mức độ đấy được đâu. Tức là bệt đến vậy nữa thì mình cũng đánh giá là gì ạ? Đánh giá là khó hiểu. Nào để xem nhá, nhỡ bú không đây, có tài hay không đây, có chứ đúng không, làm sao mà trượt được, thiếu đâu được con tài này của mình đúng không ạ? Chạy đi đâu con sâu luôn. Nào tiếp tục đây, ở đây con này tiếng này đang lên là gặp con tài thì 41 này, thì con này mình nghĩ là lên theo thêm một con tài nữa 9 lít nhá, không phải 9 nữa đi, đánh cho nó sành điệu, chứ cầm 38 mở mà đánh 5 giòm bao giờ mới lên đúng không? Nào, để xem mong lên là nó bú đi. Chứ để nói tầm này mà gãy thì thôi. Cố gắng nhá, mong mà gọi nó lên được chuẩn chuẩn cầu đẹp tí mình bú thôi. Chứ con này mà lại gãy ra, vừa gấp lên một tí mà lại gãy ra là cũng dở đòn anh ạ.
Cũng dở đòn đấy. Nào, xem nhát này nên là quả nào. Quả này mà ok, vẫn bú được thì vẫn ngon. Chứ còn tầm này mà gãy thì lại phải tính lại. Rồi ôi, lặn thế này thì tính cái gì nữa. Lụm thôi chứ còn tính cái gì, đúng không ạ? Lụm ngay thôi. Nào, để xem nào ấy. Hai một à, con này đánh 3-1 nhá, theo thép món tài đi, 7-5 này, 7-5 mở tài này, để xem đến được đâu. Con này mà ok lên được, càng đét được thì lại ngon, còn nhiều khi mà cầu kèo không được thì lúc đấy lại phải tính toán lại. Nào, có ngon hay không đây? Con này mình nghĩ là tỷ lệ lên là khá ngon, khá cao. Chứ còn chả may mà con này có gãy ra thêm phát nữa thì cũng hơi gãy. Thật sự là khá là gãy luôn. À, còn gãy không đây? Có gãy hay không đây? Gãy hay không thì nhìn vào đây là biết ngay đúng không? Nhìn vào đây là biết ngay. Được quả đó đấy các bạn. Tầm này thì chắc là mình sẽ nghiên cứu đi thêm một hai tay nữa đi. Bốn bốn này, 43 đúng không, 43 một cái thì tỷ lệ này thì chắc là đánh lên cho mình con xỉu nữa là xong đúng không, lốt con xỉu đi. Ở đây lẻ con xỉu là con xỉu nhá, ngày hôm nay cầm 38M thì phải đúng không, 38M lên được thế này thì mình làm thêm một con nữa đi. Được thì mình sẽ lên tầm 8M, 7-8M chế, không được thì được 5M cũng được đấy, nói chung là cũng căng. Nào, để xem đến đâu đây. Con này mà đến ok một cái thì ngon ngay mà. Còn nếu một con này mà gãy ra thì cũng chết đòn này. Thường thì con này nếu có mà gãy thì mình lại lại phải tính toán lại. Nhưng mà con này mình nghĩ là không gãy đâu. Rồi, ok luôn anh ơi. 45m nhá, vừa đủ tầm anh ạ. Vừa bú đủ tầm luôn. Thế này thì lại, thế này thì lại ngon rồi. Thôi, tầm này thì nghỉ thôi. Đấy, nhưng mà tham khảo nhé. Cái cách bắt cầu này của mình. Được chưa? Cứ chắt chiu mà bắt thì tiền chạy đâu là thoát. Đúng không? Bye bye anh em.